Mẹo để đi giày đỡ đau chân, trầy xước gót chân, bí mồ hôi chân, kích đầu bàn chân là vấn đề nhiều người gặp phải khi đi giày. Bạn có thể áp dụng một số mẹo sau đây để luôn có cảm giác thoải mái khi đi giày, cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé. Số 1, chọn kích cỡ phù hợp. Nếu bạn thường xuyên bị phồng rộp ở chân, việc chọn giày dép kích thước phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt cho sự thoải mái của bạn điều quan trọng là tìm một đôi đủ rộng để không gây kích ứng vết thương nhưng đủ vừa vặn để tránh cọ sát và gây ra vết thương mới. Bạn nên thay giày dép ngay khi thấy có dấu hiệu khó chịu. Bạn đừng cố gắng vượt qua cơn đau vì vết phòng rộp có thể vỡ ra dẫn đến nhiễm trùng. Các chuyên gia lưu ý, để phục vụ cho việc di chuyển tốt hơn, giảm thiểu việc bị trật chân, bạn nên chọn giày làm bằng vật liệu nhẹ, ví dụ da mềm, đế thấp, độ bám tốt. Hạn chế chọn loại quá cao để tránh gây căng thẳng cho chân và bàn chân. Số 2, sử dụng miếng lót dày. Nếu bạn bị phồng rộp ở chân, điều quan trọng là tránh gây thêm tổn thương. Sử dụng miếng lót có thể mang lại cho đôi chân của bạn sự thoải mái và bảo vệ tốt hơn. Điều này là do miếng lót không chỉ có thể cung cấp thêm lớp đệm mà còn có thể giúp phân phối áp lực trên bàn chân của bạn đồng đều hơn. Phân tán và tách áp suất có thể làm giảm khả năng hình thành vết phồng rộp do các khu vực chịu áp suất cao. Ngoài ra, nếu đôi giày của bạn hơi rộng, miếng lót dày cũng rất hữu ích. Số 3. Đi tất có độ thấm hút tốt. Một số loại tất có hiệu quả cao trong việc thấm hút chống phòng rộp, có thể giúp làm dịu cơn đau mà bạn gặp phải sau khi bị phòng rộp và tránh làm tổn thương thêm cho bàn chân. Nên chọn tất được làm từ những vật liệu chuyên biệt, được thiết kế để giảm độ ẩm và giảm ma sát. Nên tìm những đôi tất được làm bằng chất liệu thấm hút và thoáng khí tự nhiên như len, sợi gai, dầu hoặc tre. Đơn giản hơn, bạn có thể chọn những đôi tất cô tông hai lớp. Loại tất này không chỉ cung cấp thêm lớp đệm và bảo vệ mà lớp bổ sung còn giúp hút ẩm và giảm ma sát. Số 4. Dùng băng gạc cá nhân, thuốc bảo vệ da chân. Có rất nhiều lựa chọn để bảo vệ vết phòng rộp trên đôi bàn chân khỏi các bộ phận của giày tạo ra ma sát. Ví dụ, miếng băng cá nhân có thể được dính lên để tạo ra một hàng rào thích hợp. Khi vết phòng rộp của bạn đã lành, bạn nên sử dụng các sản phẩm chống ma sát như kem, dầu dưỡng. Những sản phẩm này có thể giúp tạo ra một hàng rào bảo vệ giữa da và giày của bạn. Ngoài ra, bạn có thể rác một chút phấn rôm vào giày giúp thấm hút bớt mồ hôi chân, giảm độ ma sát giữa đôi chân và giày bạn. Trên đây là bốn mẹo đi giày đỡ đau chân, hãy áp dụng cho mình nhé. Chúc bạn vui vẻ.